Đây là dòng MA3 Denon đồng bộ giữa loa và máy các bạn nha. Với giá thành dưới 3 triệu, một trong những cái dòng bán cực kỳ chạy tại thị trường của Nhật và thị trường Việt Nam mình. Và hàng về đẹp, chuẩn, chạy tốt CD, MD. Bên cạnh đó, con này có cổng quang optical kết nối trực tiếp Smart TV giải mã. Đây các bạn, mình đang chơi nhạc trên YouTube các bạn nha. Đi qua cổng optical trực tiếp luôn nè. Và cái cổng này rất là được ưa chuộng bởi vì nó có thêm một cái cổng analog xuất ra nữa. Khi các bạn kết nối với Smart TV, sử dụng cổng quang optical và xuất ra cổng analog trắng đỏ đây nè. Đó, xuất ra cho một âm ly lớn, âm ly karaoke chơi tiếp nha. Tại vì những cái âm ly lớn của chúng ta không có cổng quang, cần một cái đầu giải mã trung gian. Tiếp tục là cổng analog nhận, đó là cổng mà rất là thông dụng, cổng 3.5 á. Dây này mình tặng kèm cho các bạn. Dây AUX này thì các bạn có thể kết nối với lại hai thiết bị, tại vì con này có hai cổng đầu vào. Điện thoại, hoặc là các bạn kết nối với cái hộp Bluetooth như vậy. Đó, và mình đang kết nối hộp Bluetooth, mình sẽ test tính năng này sau. Tăng cường thêm cái hộp Bluetooth và một cái gắn cái USB ở phía sau để nghe nhạc của MP3. Thì các bạn sẽ tăng cường thêm được hai cái tính năng mà các bạn mở rộng cho cái dàn máy này. Còn CD MD hiện tại đang đọc tốt, ngay cả đĩa chép luôn các bạn nha, đĩa CD của chúng ta nè. Và cái phần cổng tiếp theo là cổng PC, một cái cổng dành cho ai chơi máy tính. Con này nó sử dụng chip giải mã Pearl Jabang mà các bạn gắn từ đây, cổng USB 1.0 vào máy tính, bất kỳ cái máy tính nào luôn, laptop, PC thì nó sẽ tự nhận driver không cần cài đặt và nó sẽ hiển thị cái tên của con chip giải mã là Pearl Jabang 2702 các bạn nha. Đó, một trong những con đa chức năng, đa thể loại nhạc với cái độ tinh chỉnh âm thanh rất là lớn. Rồi, mình chỉnh cho các bạn. Super Dynamic Bass. Bass Trap. Đó, cộng 10 luôn các bạn nha. Cộng 10 nên nó thay đổi rất là lớn cho nhiều thể loại nhạc khác nhau và nhiều sở thích khác nhau. Còn cái giải bass sâu nè. Super Dynamic Bass On Up. Bật nó sẽ đỏ lên. Đó. Đây là cái chế độ âm thanh bass sâu, khỏe, cực kỳ nổi tiếng, một cái công nghệ riêng của hãng Denon. Và để đáp ứng được cái âm trầm tốt đó thì cái màn loa đã được trang bị sợi carbon. Gân là gân này, gân cao su của hãng rất là mềm mà bản gân rất là rộng. Và tiếng loa rất là đẹp các bạn ha. Loa có chiều cao là 28 cm, bề ngang rộng và chiều sâu rất là sâu. Do đó loa này mỗi loa có cân nặng là 3,2 kg, bên cạnh công suất là 50W, 6 ohm, MA3 đồng bộ giữa loa và máy, chia trái phải riêng biệt luôn nè, left right. Bạn thấy cái thùng loa vuông vức góc cạnh đẹp, tuyến loa đẹp các bạn ha. Và cái lưới thì con này đủ, cái lưới này nó màu trắng nên cũng khá là dễ dơ, nên các bạn có thể về ngâm giặt lại, nó không có rách đâu các bạn, nó không có bị sù lông đâu các bạn, đừng lo. Chỉnh âm trên âm ly là các bạn chỉnh được bass trap trực tiếp nha. Và các bạn có được tặng thêm cái điều khiển học để ngồi chỉnh từ xa rất là tiện. Chuyển cổng, play này nọ rồi bass trap vân vân. Chúng ta play CD nha, để một cái đĩa bên trong rồi. Và các bạn thấy ngoại hình cái mặt phay nhôm còn rất là sáng nha. Đó, đĩa chép mà đọc rất là nhanh luôn. Bạn thấy cái mặt phay nhôm vân xước ngang, nút này cũng bằng nhôm, sáng đẹp và bền. Giảm trap lại nha, tại vì chơi nhạc trữ tình thì vừa vừa thôi, nhẹ nhàng thôi. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi, bóng dáng im trên tường loa. Để nghe chuyện xưa cũ gói trọn trong nỗi nhớ. Tắt sẽ bỏ bát đi. Tôi
có phải vì đời chưa tròn vòng tay, có phải vì tâm tư giấu kín trang thư còn đây, nên những khi mưa nửa đêm làm sao duyên giấc mơ chưa đến tìm. Đấy, cái chất giọng hát cũng rất là nổi nha. Cái dòng này nông mini cũng như là Onkyo là hai cái thương hiệu cạnh tranh nhau khá là gay gắt tại thị trường của Nhật và Việt Nam luôn. Hiện tại là trong cái dòng hàng nội địa, hai con này là hai con bán khá là chạy. Nó vừa có một công suất lớn, ngoại hình đẹp và đặc biệt là cái độ bền. Về cái đầu âm ly á, thì con này có một cái cân nặng nhỉnh hơn Onkyo. Nó tầm 6kg mấy một cái âm ly. Nó có cái khung dày, cái khung, đặc biệt là cái nắp này là nó dày hơn Onkyo nha. Onkyo là bản thân là 5kg mấy cũng đã rất là nặng rồi. Còn cái đầu Denon thì tầm sẵn 6kg mấy. Con này ở bên dưới, cái khung đáy ở bên dưới nó rất là dày. Và nó có một cái quạt tản nhiệt nằm ở bên trong, nằm ở dưới khung đáy các bạn. Con này có quạt tản nhiệt hút gió ra ngoài nha. Nó không có nằm ở phía sau, nó không có nằm ở phía sau này. Giống những cái hãng khác nó hút ra phía sau mà nó hút xuống với dưới phần đáy ở bên dưới. Con này có khung nhôm dày. Dày, nói chung là cái mật độ nó, cái độ dày nó dày hơn Onkyo và so với những hãng khác nó dày hơn hẳn. Khi mà để máy chồng cao lên nhau á, khi mà mình bán máy á, hoặc là những shop khác cũng vậy, thường là chồng máy cao lên nhau cho nó tiết kiệm diện tích thì nó sẽ để là một số cái chân ngay ở đây. Và nó có hiện tượng là móp nếu mà để chồng quá cao. Còn những cái đầy nông là một trong những con có thể chồng cao lên nhất, mặc dù cái thân nó rất là nặng. Và quay trở lại với cổng, con này có FM, AM nữa nè các bạn. Nhưng mà thường là đầy nông nó dài, nó khá là ngắn, 90MHz thôi. Ê, con này tới vượt qua cái ngưỡng 90 luôn rồi các bạn ơi. Con này full đài Việt Nam 108. Và các bạn có thể thấy được cái màn hình gương của nó còn sáng nét luôn, ở trong chữ rồi số lớn và rõ ràng. Đấy các bạn, 108 ha. Cái này rồi stop đi, mình chuyển lại qua nữa để chép các bạn ấy trang bị trên các trang thương mại điện tử. Chơi USB, chơi Bluetooth 5.0, kết nối chơi nhạc lossless được thoải mái luôn. Và mình xin kết nối với lại điện thoại các bạn nha. Còn ai mà chơi máy tính, ai mà chơi TV không có cần quan tâm tới cũng được. Máy tính là có chip giải mã riêng máy tính, rồi TV thì cứ gắn cũng quang optical giải mã. Và bên cạnh đó nó còn có thể làm một cái đầu. Các bạn chờ mình xíu, mình kết nối Bluetooth nha. Các bạn kết nối lần đầu thôi, những lần sau thì mở lên nó sẽ nhớ đó. Tại vì mình quay clip test mình hay thoát ao ra. À, con này nó đang chơi USB các bạn nha. Mình đang bấm nút play, nó chơi USB trước. Có gì mà ai đâu anh, chẳng còn gì mà suy tính, tình không thương xin người. Con đang chơi nhạc sẵn ở trong cái USB. Rồi các bạn nhấn giữ nút này để Bluetooth mode. Đó. Còn bấm play lại lần nữa thì nó chuyển qua USB. Bluetooth 5.0 nha các bạn, chơi nhạc lossless được luôn. Chơi nhạc điện tử thì các bạn chỉnh thoải mái. Thank you.
này là cổng xếp điện, cổng màu đen nè, xếp điện. Cổng này cổng analog xuất. Cổng USB 1.0 của chúng ta nè các bạn. Đây là cổng quang optical. Đây là anten FM và AM. Hàng thứ nhất là chạy tốt, nhanh, xử lý nhanh, ngoại hình đẹp, hàng tuyển đẹp các bạn nha. Có thể nhiều khách thấy hay so sánh giá, nói chung là đương nhiên là mua hàng thì phải so sánh giá rồi. Nhưng mà hàng nội địa, hàng đã qua sử dụng ở bên Nhật rồi, thì cái quan trọng là cái chất lượng. Cái thứ hai nữa là cái ngoại hình đẹp hoặc là trung bình hoặc là xấu luôn. Đó, nó khác nhau nhiều lắm nha các bạn. Các bạn đừng có kê cái giá là vô hay nó kê cái giá là chỗ kia bán gì, chỗ này bán gì, trong khi là nhìn lại là so sánh cách nhau có một vài trăm ngàn nhưng mà cái chất lượng nó khác hẳn. Và đây có cái điều khiển nha các bạn, ngồi từ xa rất là tiện nha các bạn. Hồi nãy mình có nói ở bên phía sau là có cổng súp điện, các bạn có thể tận dụng cái súp vi tính của các bạn hoặc là súp nội địa hoặc là súp điện nha các bạn. Tận dụng thôi, chứ thật sự là nếu trong cái không gian vừa phải, phòng ngủ 25m² đổ lại, phòng khách chung cư luôn, thì con này nó đang đáp ứng rất là tốt, 50W một loa, và là một trong những cái dòng của Denon này, nên nó cái chuyện là bass drive nó đánh rất là tốt và công suất nó cũng khỏe khoắn nữa. Chơi được cái không gian phòng ngủ nè, phòng làm việc nè, phòng khách chung cư, phòng bếp vân vân. Đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi, đừng quên bấm like cho mình và hãy nhanh tay tổ một dàn. Chơi Tết các bạn nha. Này mà phòng trọ hay là chơi ký túc xá thì nó khỏi nói rồi.